Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 4 bị cáo, gồm Lê Văn Thành, 34 tuổi, Nguyễn Duy Tân, 29 tuổi, đều trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Hà Hoàng Minh, 29 tuổi, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, và Nguyễn Tịnh, 32 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, cùng về hành vi giết người. Theo cáo trạng, khuya ngày 25 tháng 4, tại một quán nhậu trên đường Lê Thanh Nghị thuộc phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, vì không mượn được sạc dự phòng nên 4 bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm đánh vào đầu các vị trí khác nhau trên cơ thể của anh Lê Thanh Hải, Nguyễn Quốc Trường và Hoàng Phi Hùng, đều tạm trú quận Hải Châu. Hậu quả làm ba anh Hải, Trường, Hoàng thương tích tổng mức 26%. Tòa án Nhân dân thành phố tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thành 9 năm tù, Hà Hoàng Minh 4 năm tù, Nguyễn Tịnh và Nguyễn Duy Tân đều 7 năm tù cùng về tội giết người. Riêng với bị cáo Nguyễn Duy Tân, cộng thêm 9 tháng của tội tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Trong vụ án khác, tổng hình phạt mà Tân phải chấp hành án là 7 năm 9 tháng tù.